Rồi cho các bạn, lấy hôm nay mình chia sẻ các bạn cách quạt điệp khúc của cái điệu ballad xưa. Cách đàn điệu ballad xưa để các bạn áp dụng cho đoạn 1, đoạn 2 và đoạn cuối thì mình đã chia sẻ các bạn rồi. Bạn nào mà chưa đàn được điệu ballad xưa các bạn có thể gõ là ballad xưa điệu chương là sẽ ra nha. Thì ở clip đó mình chia sẻ các bạn cách đàn từng hợp âm đàn như thế nào, cách chuyển hợp âm ra sao, mình chia sẻ hết clip đó rồi nha. Còn lấy hôm nay là quạt để các bạn đàn điệp khúc cho cao trào hơn, tức là thay đổi cho phong phú hơn. Chứ không thì một kiểu ballad xưa các bạn đàn từ đầu tới cuối cũng được, nhưng mà nghe nó đơn điệu quá, tới điệp khúc các bạn sẽ quạt nghe cho cao trào hơn và hay hơn xíu ha. Rồi hôm nay mình chia sẻ các bạn cái điệu ballad xưa, thì khi các bạn áp dụng đúng vào những bài hát thích hợp của nó thì các bạn nghe nó sẽ rất là tâm trạng ha, thay vì các bạn đàn trên bolero ví dụ vậy. Ví dụ như cái bài mà Cho Vừa Lòng Em, Lan Và Điệp chẳng hạn, thường thì các bạn đàn bolero, nhưng bây giờ các bạn không đàn bolero, các bạn đàn ballad xưa, các bạn nghe nó sẽ hay hơn nhiều ha. Ví dụ tôi rồi ta đã xa nhau, tình cao cửa bằng nó chỉ đôi bằng những lúa sao người anh về cầm lại thư em. Nói ví dụ vậy ha, rất là nhiều bài thì mình cũng đã chia sẻ các bạn một cái liên khúc ballad xưa rồi. Các bạn có thể gõ liên khúc ballad xưa điều chương là sẽ ra cái liên khúc đó. Mình chia sẻ các bạn hợp âm của 10 bài hát, tức là một liên khúc hợp âm, thì các bạn cứ xem liên khúc đó ha. Ví dụ có bài Cho Vừa Lòng Em như mới vừa rồi, rồi một cái bài mà các bạn cũng thường hay nghe nha, anh em chơi guitar đàn trên cái điệu ballad xưa này là cái bài Áo Em Chưa Mặc Một Lần đó. Ví dụ như tôi với nàng hai đứa nguyện yêu nhau, ta đi từ đây cho đến nhiều bài ha. Ví dụ như rồi các bài như Đưa Em Vào Hạ, rồi Cho Người Vào Cuộc Chiến, rồi Đa Tạ, rồi như mấy cái bài thường các bạn đàn bolero hẳn thala, bây giờ các bạn không áp dụng bolero, các bạn áp dụng ballad xưa này cũng được nha. Rồi bài Người Đi Ngoài Phố, Lan Và Điệp, nói mấy cái bài mà các bạn thường đàn bolero, bây giờ thử áp dụng qua điệu ballad xưa nhưng mà mình đã chia sẻ các bạn ở cái clip liên khúc ballad xưa rồi, các bạn cứ tham khảo đó ha. Rồi đó là mình nhắc lại, nhắc sơ lại về cái cách đàn điệu ballad xưa mà mình đã chia sẻ ở những cái clip trước, cho nên là những cái đó mình không nhắc lại nha các bạn. Rồi hôm nay mình chia sẻ các bạn cách quạt để các bạn vào những điệp, vào áp dụng những bài đó thì khi đoạn đầu, đoạn hai, đoạn cuối thì các bạn áp dụng kiểu ballad xưa như vừa rồi mình ví dụ. Rồi khi vào được khúc thì các bạn có thể quạt lên cho cao trào hơn ha, nghe cho nó phong phú hơn, thay đổi phong phú hơn và nghe hay hơn. Rồi bây giờ các bạn ghi cách quạt ha. Rồi sau khi các bạn đàn được rồi, các bạn có thể áp dụng bất kỳ bài nào như lúc nãy mình nói, rất là nhiều bài trên điệu ballad xưa. Vào được khúc các bạn không đàn ballad xưa như cái clip trước nữa, mà bây giờ các bạn quạt lên cho cao trào lên ha. Rồi các bạn ghi nè, dựa vào cách đàn của điệu ballad xưa, chát 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 bùm bùm, cách quạt rất là nhiều kiểu quạt nha các bạn đó. Nhưng mà mình chia sẻ các bạn cái kiểu quạt này thì nói chung thì cũng tương đối đơn giản thôi. Rồi thôi các bạn ghi đi các bạn ghi ha, các bạn tham khảo màn hình các bạn ghi nè. Ra 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 chát 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 bùm bùm, ra ra chát 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 bùm bùm, ra 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 chát 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 bùm bùm, ra 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 chát 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 bùm bùm. Đó các bạn ghi vậy đó ha. Ví dụ áp dụng vào bài Ngờ Đâu Dây Đứt Lìa Đàn, đã sầu thì thôi
rồi hát được khúc trở lại đoạn cuối. Tôi thân thờ nghe tiếng hàn thâm đêm, thường qua là khi nắng ngả về chiều nó. Thì điệp khúc thì quạt thôi, còn bây giờ qua lỡ cuối lại thì trở lại cái điệu ballad xưa nhưng mà mình đã chia sẻ các bạn ở những clip trước ha. Rồi rồi thì tóm lại cái kiểu quạt thì là như thế này: ra 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 bum bum ra 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 bum bum ra 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 bum bum ra 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 bum bum. Rồi các bạn cứ ghi và các bạn cứ đọc được như vậy là các bạn áp dụng được rồi. Chút xíu mình sẽ nói từng hợp âm các bạn sẽ đàn thế nào, ra 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 bum bum ra sao ha. Rồi trước hết thì các bạn cứ bấm một la thứ, thì mình nói trên cái ông la thứ này nha các bạn, để bạn nào cũng áp dụng được ha, tại vì bạn mới chơi hay chưa lâu gì thì cũng la thứ thì chắc chắn bạn nào cũng áp dụng được ha. Thì các bạn cứ bấm một la thứ trước cho mình, và các bạn trước hết thì cứ tập trên tông la thứ. Rồi la thứ thì có những hợp âm nào đi theo thì các bạn nắm hết rồi ha. Chút xíu mình sẽ chia sẻ từng hợp âm đàn như thế nào. Trước hết thì la thứ các bạn đàn ra 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 cha 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 bum bum. Rồi ra 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 là các bạn xuống lên xuống ha, xuống lên xuống. Rồi xuống lên xuống này các bạn bấm cứng hợp âm quạt cho mình, xuống lên xuống không nhịp tay ha, xuống lên xuống. Rồi tới chát chát, chát chát là các bạn nhịp tay xuống lên xuống, chát chát nó. Các bạn thấy chát là nhịp tay, chát chỗ nào cũng vậy, cứ thấy cái chát là các bạn nhịp tay cho mình nha. Rồi còn rát 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 thì các bạn có thể ghi là xuống lên xuống, tức là các bạn quạt á, xuống lên xuống. Rồi xuống lên xuống này các bạn quạt trúng mấy giây cũng được, nhắm vào như 1, như 2, như 3, mà lỡ trúng giây 4 cũng được luôn, không sao. Mà lỡ nó trúng luôn như 5 thì cũng không vấn đề gì ha. Các bạn cứ thoải mái, mà các bạn quạt các bạn cứ đừng quan trọng quá cái giây, mà các bạn nhiều khi bạn quạt các bạn sẽ bị khựng tay ha. Cứ thoải mái mà quạt, rát 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 nó, rát rát rát, bấm cứng hợp âm nha, rát rát rát, chát chát, hai chát này nhịp, cứ cái chát là nhịp ha, thấy chữ chát là nhịp, còn rát 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 là không nhịp, rát rát rát, bấm cứng hợp âm. Rồi chát chát, rồi tiếp tục chát cái nữa, cứ chát là nhịp ha. Rồi bầm bầm là thả ra ra, đàn dây buông không bấm gì hết. Rồi bấm bấm là la thứ đó, vậy ha. Rát rát rát, chát chát chát, bum bum, ra ra ra, 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 chát chát chát, bum bum. Nó cứ thế mà các bạn quạt ha. Rồi chắc là các bạn ra 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 là xuống lên xuống, quạt xuống lên xuống, cứ quạt thoải mái, nhắm vào 1, 2, 3, trúng mấy giây cũng được, trúng luôn 4 cũng không sao ha. Rát rát rát, nó bấm cứng hợp âm. Rồi chát chát, hai chát này nhịp tay, rồi thêm cái chát nữa cũng nhịp tay. Rồi bầm là thả ra không bấm gì hết, bầm. Rồi bầm là bấm lại la thứ ha. Rồi rồi được rồi, các bạn cứ tập từ chậm tới nhanh. Rát rát rát, chát chát chát, bầm bầm, rát rát rát, chát chát chát, bầm bầm, rát rát rát, chát chát chát, bùm bùm. Đó cứ như thế mà các bạn quạt ha. Được rồi, tăng tốc lên, ra ra ra, chát chát chát, bùm bùm, 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 ra ra ra, chát chát chát, bùm bùm. Đó ví dụ như áp dụng vào cái điệp khúc của bài và cho vừa lùng em đi, nó ví dụ vậy. Rồi cứ rát rát chát bùm bùm, rồi các bạn áp dụng hát vào được khúc ha. Ra 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 chát chát chát, bùm bùm, ra 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 chát chát chát, bùm bùm. Anh ơi hễ rồi chẳng còn gì nữa đâu. Nó cứ như thế các bạn áp dụng bài ha. Rồi bài nào cũng được nó. Rồi cứ được rồi tăng tốc, nói chung các bạn phải làm cho quen, cho nhanh, cho chút xíu mình nói chuyện hợp âm nữa, rồi chuyển cho nhanh, cho nhẹn và sáu hợp âm đó quanh quẩn được rồi hết rồi các bạn mới áp dụng vào bài, thì các bạn mới không bị khựng ha. Còn ví dụ các bạn mới mà các bạn cái tay các bạn đàn chưa có quen thì khi các bạn áp dụng hát vào chắc chắn các bạn sẽ bị khựng, cho nên làm sao đàn cho nó quen, nó nhuyễn đi đã, rồi chuyển hợp âm cũng cho nhanh đi đã, rồi khi các bạn đó mới áp dụng vào bài ha. Rồi ví dụ như các bạn đàn đang xen giữa cái cách đàn của cái phiên khúc và cách đàn điệp khúc này, ví dụ ở phiên khúc tức là đoạn 1, đoạn 2 và đoạn cuối, các bạn đàn như thế này: chát 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 chát, bùm
bum, rồi tới điệp khúc thì rát 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 chát 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 bum bum, đó là các bạn bắt đầu đàn đang xen giữa hai cái ha. Các bạn hình dung các bạn sẽ thấy cái chỗ khác nhau của nó và nó sẽ cao trào hơn như thế nào này. Rồi đầu tiên thì mình sẽ đàn kiểu ở phiên khúc rồi sau đó tới điệp khúc. Cái điệp khúc thì nó sẽ cao trào hơn khi mà các bạn rát 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 ha, thay vì kia là chát 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 bốn cái chát, còn bây giờ điệp khúc thì thay hai cái chát đầu tiên bằng rát 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 là bằng xuống lên xuống, rồi hai cái chát tiếp theo thì vẫn giữ vẫn đàn y vậy, rát 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 chát chát, thay vì bùm bùm mà mình không bùm bùm mà mình chát cái nữa mà bùm bùm mình chèn vào thêm cái chát nữa, nó là các bạn nghe nó sẽ cao trào hơn cái so với kiểu đàn mà trước mà các bạn tập ha. Rồi thì tóm lại các bạn sẽ đàn quạt như thế này, rát 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 chát 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 bùm bùm, rát 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 chát 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 bùm bùm, đó các bạn cứ đọc trước như vậy đã, để khi đọc được rồi các bạn mới đàn theo cái cách đọc của các bạn, rát 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 chát 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 bùm bùm, rát 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 chát 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 bùm bùm, rát 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 chát 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 bùm bùm, rát 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 chát 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 bùm bùm. Kiểu đàn mà ở phiên khúc thì rồi còn điệp khúc thì rồi, các bạn thấy ha, thì điệp khúc nó sẽ cao trào hơn, vậy các bạn chèn vào nhiều cái chát hơn và các bạn quạt lên xuống nó nhanh hơn dạng vậy ha. Rồi thì sau khi các bạn đàn được cái đó thì bây giờ mình sẽ nói là hợp âm. Với la thứ thì nãy giờ các bạn la thứ, quen la thứ thì đã, rồi các bạn mới tính tiếp những hợp âm khác mà đi theo tâm la thứ ha. Rồi, la thứ thì các bạn cứ đàn như vậy. Rồi, với đô trưởng và mi bái, các bạn vẫn cứ đàn như vậy cho mình. Rồi, mình nhắc lại, la thứ, đô trưởng và mi bái thì rát rát rát, khi bấm rát rát thì cứ xuống lên xuống. Rồi, không nhịp tay, còn chát chát thì nhịp tay, chát chát ha. Bấm la thứ cũng vậy, mi bái cũng vậy, cũng cứ chát chát, nó, rồi... đô trưởng cũng vậy, chát chát, nó cái chát chát nhịp tay, rồi thêm cái chát nữa nhịp tay, rồi tới cái bùm thì la thứ, đô trưởng và mi bãi. Cái bùm này các bạn nhắm vào dây năm, dây sáu và dây năm, quạt xuống nó lỡ nó trúng luôn như bốn cũng không sao ha. Nó cứ bùm là nhắm vào dây sáu này cho mình ba hợp âm này nha các bạn, bùm nhắm vào dây sáu, nó là bùm, nó thả tay ra đó, rồi bùm bấm lại ha. Rát 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 bùm bùm, đó rồi bùm là ba hợp âm này, các bạn nhắm vào dây sáu và dây năm quạt xuống, lỡ trúng dây bốn cũng được luôn, mà hơi trúng dây sáu và dây năm ha, nhắm vào dây sáu dây năm, rồi bùm là các bạn thả tay ra và nhắm vào dây sáu dây năm với ba hợp âm này, rồi tới bùm thì bấm lại thôi, bấm lại mà bùm thì các bạn nhắm vào dây năm cho mình, dây năm và dây bốn quạt xuống, không chính xác một dây cũng được, một dây năm cũng được, nhưng mà lỡ như mình nói nó trúng dây bốn cũng không sao, cho nên các bạn cứ thoải mái quạt. Là chứ đừng thấy mình đợi các bạn bát của la thứ và đô trưởng là dây năm đi mà các bạn đàn mà lỡ trúng dây bốn các bạn khựng, không cần phải khựng, cứ quạt thoải mái nó trúng dây bốn cũng được luôn, vậy đó ha. Ra ra chát 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 bùm bùm, ra ra chát 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 bùm bùm, đó vậy đó, thì ba hợp âm này là như vậy nha các bạn. Nhắc lại các bạn, la thứ, đô trưởng và mi bái thì các bạn bấm hợp âm nào cũng vậy, ra ra chát thì các bạn cứ xuống lên xuống, rồi chát chát thì nhịp tay, chát chát, rồi thêm cái chát nữa cũng nhịp tay, rồi bùm thả tay ra, đàn nhắm dây sáu và dây năm, bùm, rồi bùm là bấm lại hợp âm và đàn nhắm vào dây năm và đúng dây bốn cũng được luôn, nó cứ vậy ha, hợp âm này cũng vậy và đô trưởng cũng vậy, la thứ cũng vậy, rồi như vậy cho nó dễ. Rồi với rê thứ và pha trưởng thì đầu tiên ra ra rát cũng y chang vậy, cũng xuống lên xuống ha, không nhịp tay, rồi chát chát cũng đàn nhịp tay cũng y vậy, rồi chát cái nữa cũng vậy, rồi cái bùm này, lưu ý cái bùm nó chỉ khác nhau cho cái bùm và cái bùm này thôi, còn rát 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 chát 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 giống nhau hết ha. Rồi rê thứ và pha trưởng thì cái bùm các bạn nhắm vào dây năm và dây bốn, nó bùm
rồi bấm thì nhắm vào dây 4 và dây 3. Các bạn nhắm trúng dây 4 cũng được, tức là rê thứ và phá trưởng bass nó sẽ là dây 4 nha. Các bạn nhắm vào dây 4 mà trúng dây 3 cũng được luôn. Còn cái bầm á thì các bạn nhắm vào dây 5, bấm pha trưởng hay bấm rê thứ cũng vậy, cái bầm nhắm vào dây 5 bầm ha, đồng thời thả tay, cứ bầm thả tay nó nhắm vào dây 5. Mà như mình nói lỡ trúng dây 6 cũng được luôn, để cho các bạn cứ thoải mái các bạn quạt, miễn khi các bạn áp dụng vào bài hát, áp dụng vào câu hát, các bạn chuyển đúng hợp âm là các bạn nghe nó khớp liền. Còn khi các bạn quạt mà lỡ các bạn đàn nó không có trúng dây bass cũng không sao cả, đúng hợp âm là các bạn nghe nó khớp à ha. Đó, cho nên các bạn cứ thoải mái mà quạt. Rồi, với rê thứ và pha trưởng thì bass là dây 4, cho nên cái bùm các bạn nhắm vào dây 4 cho mình ha. Quạt xuống trúng dây 3 cũng được luôn nha. Còn cái bùm thì cũng nhắm vào dây 6, dây 5 đi ha, hoặc là dây 5, dây 4 cũng được luôn, không sao cả, cái đó không quan trọng, miễn chuyển đúng hợp âm là nghe ra ha. Rồi, riêng son trưởng thì tất cả các thứ ở trên cũng y chang, ra 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 chát 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 cũng y chang. Nhưng mà cái bùm và cái bùm thì nhắm vào cùng dây 6. Ví dụ bấm son trưởng. Đó, cái bùm cùng dây 6. Ra 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 chát 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 bùm bùm, ra 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 chát 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 bùm bùm. Đó, cứ bùm bùm gì cũng nhắm vào dây 6 và dây 5 hết. Đó, là mà lỡ trúng dây 4 cũng được luôn, không sao cả, cho nên các bạn cứ thoải mái. Rồi, mình lưu ý nhưng mà các bạn là những cái hợp âm đó, cái bùm đàn chỗ nào, cái bùm đàn chỗ nào. Rồi, các bạn cứ tập từ từ là được ha, dựa vào như những gì nãy mình nói. Rồi, được hết rồi, các bạn sẽ bắt đầu đàn và chuyển hợp âm đan xen giữa 6 hợp âm đó. Cứ qua lại la thứ qua đô, đô qua son, son qua mi, mi qua lại rê, rê lại pha, pha trở lại mi, mi trở lại la, la trở lại đô, đô trở lại pha. Cứ quanh quẩn như vậy các bạn đi, cứ muốn hợp âm nào qua âm nào cũng được, để các bạn chuyển cho các bạn quen, quen cái tay các bạn ha. Rồi, sau khi đàn được rồi cứ tập chuyển. Chuyển thì rất đơn giản thôi. Ra 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 chát 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 bùm, chuyển. Chuyển xong mới đàn cái bùm cuối cùng ha. Ví dụ từ la qua rê. Ra 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 chát 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 bùm, chuyển qua rê đàn cái bùm. Đó. Các bạn cứ thấy mình quạt thoải mái, nó trúng mấy giây cũng được nha. Đó. Tức là chuyển là ra 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 chát 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 bùm, chuyển, chuyển xong đàn cái bùm cuối cùng. Vậy thôi ha. Ra 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 chát 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 bùm bùm, 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 ra 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 chát 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 bùm bùm. Đó, các bạn cứ chuyển vậy từng hợp âm này qua hợp khác, hợp nào cũng được, miễn cứ quanh quẩn 6 hợp âm của cái tông la thứ là được nha. Cứ ra 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 chát 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 bùm bùm, rồi chuyển, chuyển xong đàn bùm. Ví dụ chậm các bạn nè, từ la qua rê. Ra 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 chát 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 bùm, chuyển qua rê rồi đàn cái bùm. Bùm xong thì trở lại từ đầu. Ra 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 chát 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 bùm. Ví dụ chuyển qua mi, rồi chuyển mi xong đàn cái bùm. Bùm xong đàn lại từ đầu. Ra 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 chát 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 bùm. Trở lại la bùm. Nó vậy ha. Rồi, mình sẽ tăng tốc lên chút xíu, từ la qua rê, rê qua mi, mi trở lại la đi ha. Được rồi, thì các bạn cứ áp dụng vào điệp khúc của bài nào các bạn thích. Thì cũng tùy bài thôi nha các bạn, chứ không phải bài nào các bạn cũng áp dụng điệu ballad xưa này mà các bạn nghe hợp nha. Ví dụ như bài Đêm buồn tinh lẻ các bạn thường đàn bolero, bây giờ các bạn áp dụng ballad xưa nó cũng được luôn, nhưng mà nó không hay bằng bolero đó, cho nên tùy bài. Còn như cái bài Cho vừa lòng em các bạn đàn bolero cũng được luôn, nhưng mà nó không hay bằng cái điệu ballad xưa này đó, tại vì hai thằng này đều là nhịp 4/4. Thì khi như các bạn, khi mà ví dụ tác giả sáng tác một bài hát thì tác giả ghi là bài này sẽ đàn trên nhịp 4/4 đó, thì các bạn muốn đàn điệu nào các bạn đàn, miễn là trên nhịp 4/4 là được đó. Thì cái nhịp 4/4 cũng rất là nhiều điệu, nhưng mà cái điệu nào nó sẽ thích hợp với cái bài hát đó. Cho nên là khi các bạn áp dụng mà các bạn trong quá trình các bạn điểm hát thì dần dần sau này các bạn sẽ cảm nhận được bài này mình áp dụng điệu này sẽ hay hơn cái điệu kia, ví dụ vậy nha. Đó, chứ không phải tức là một bài hát các bạn có thể áp dụng trên nhiều điệu khác nhau, nhưng mà tùy theo cái điệu nào mà áp dụng vào mà mình nghe nó hợp, nó hay hơn cái điệu kia, dạng vậy đó nha các bạn. Rồi, như mình nói một số bản nhạc mà có thể áp dụng điệu ballad xưa nó hay hơn bolero, ví dụ như lúc nãy mình nói các bạn á, hoặc là các bạn cứ xem cái liên khúc ballad xưa của mình là các bạn hình dung được ha. Rồi, tóm lại là mình sẽ nhắc lại cách quạt cho các bạn nữa, để sau này được rồi, các bạn quạt được rồi thì các bạn có thể áp dụng vào những cái bản nhạc mà lúc nãy mình nói, các bạn thử
đoạn 1, đoạn 2 các bạn đàn ballad xưa, giống như những cái clip trước mà mình đã chia sẻ các bạn cách đàn được ballad xưa. Rồi tới điệp khúc các bạn quạt theo kiểu này, cho nó nghe cao trào hơn xíu, thay đổi cho phong phú hơn. Rồi tới đoạn cuối thì trở lại cái kiểu ballad xưa giống như clip trước mình chia sẻ các bạn. Chát 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 bùm bùm đó. Nhưng mà lúc nãy mình ví dụ các bạn đó. Ví dụ lại nữa ha. Nói chung rất là nhiều bài, nhiều thời thì mình cũng không có thuộc lời hết những bài hát đó đâu. Ví dụ như cái bài này thì mình thuộc nhiều hơn, ví dụ cái bài nãy mà áo em cho một lần đó, mình ví dụ đoạn 2 là hát không hát từ đoạn 2 đi cho nó lẹ, cái đoạn 1 đoạn 2 nó lâu lắm ha. Đoạn 2 là áp dụng kiểu ballad xưa của phiên khúc như clip trước mình chia sẻ, chát 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 bùm bùm. Rồi tiếp được khúc thì mình sẽ quạt chát 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 bùm bùm ra ra chát 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 bùm bùm ha. Rồi tới đoạn cuối thì trở lại cái ballad xưa. Rồi một ví dụ đi ha, để bạn dễ hình dung nè. Rồi ví dụ hát từ đoạn 2. Tôi vốn nghèo, em cũng chẳng cao sang, tay trắng cùng nhau, hai đứa dệt mộng vàng. Ngày hôn lễ vậy ha. Đó, rồi khi các bạn mà quạt được cái kiểu đó rồi thì các bạn cứ áp dụng. Còn cách đàn mà ở phiên khúc thì clip trước mình đã chia sẻ các bạn rồi, rồi các bạn biết áp dụng rồi ha. Là hôm nay các bạn quạt được cái kiểu quạt để các bạn áp dụng điệp khúc nữa, thì các bạn áp dụng vào một bài hát thì các bạn nghe nó sẽ hay hơn chút xíu và cảm thấy là nó phong phú hơn vì các bạn thay đổi từng kiểu đàn qua lại, nghe nó phong phú hơn thay vì một kiểu đàn mà xưa giờ các bạn đàn có một kiểu xuyên suốt từ đầu tới cuối cũng được, không sao cả ha. Nhưng như mình nói nó sẽ hay hơn xíu và phong phú hơn xíu thôi. Rồi thì áp dụng thì các bạn cứ áp dụng như vậy nha. Rồi thì có chỗ nào thắc mắc nữa thì các bạn cứ comment hỏi mình nha. Rồi còn như hôm nay mình chia sẻ xong cho các bạn và theo yêu cầu của rất là nhiều bạn, sau khi các bạn đã tập được cái kiểu đàn ballad xưa mình đã chia sẻ rồi, rồi các bạn có comment cho mình là và có hỏi là điệp khúc sẽ đàn của cái điệu ballad xưa sẽ đàn như thế nào. Có một số bài điệp khúc của ballad xưa các bạn vẫn có thể quạt bolero được luôn nha, nhưng mà tùy bài nha các bạn, chứ không phải bài nào các bạn quạt cũng được. Có bài các bạn quạt vô các bạn nghe nó rất quất, nó không có hợp. Nhưng mà cuối kiểu quạt này thì bài nào các bạn đưa vào cũng hợp. Nếu mà nếu các bạn áp dụng cho điệu ballad xưa thì bài nào các bạn đưa vào nó cũng hợp hết. Dạng dễ đó nha. Còn ví dụ các bạn quạt bolero cho điệp khúc của điệu ballad xưa thì tùy bài, có bài hợp có bài không. Đó, cho nên mình nói là không phải cứ một bài đó trên điệu đó là các bạn áp dụng được, đôi lúc các bạn áp dụng điệu khác nó sẽ hay hơn và nghe nó hợp hơn. Dạng dễ đó nha các bạn. Rồi thì các bạn cứ tập đi ha, rồi có chỗ nào thắc mắc thì các bạn cứ comment cho mình nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi, hẹn gặp lại các bạn ở những clip tới.